Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh. Văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 17. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, ngày 29 tháng 3 năm 2014. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 170. Bắt đầu xem hàng thứ nhất. Chú giải của Niệm Lão. Vì chúng ta nói rõ tông chỉ của bổn kinh. Kinh chi sở sùng thượng giả, danh chi vi tông. Chỗ tôn sùng nhất của bộ kinh này gọi nó là tông. Tông giả yếu giả. Chữ này ở Trung Quốc có rất nhiều nghĩa, nhưng có ba ý nghĩa chủ yếu nhất. Nghĩa thứ nhất là chủ yếu, nghĩa thứ hai là quan trọng, nghĩa thứ ba là tôn sùng. Tôn trọng sùng thượng. Toàn kinh chi tông chỉ giả, hữu tông giả tu hành chi yếu kinh giả. Kinh chính là con đường, là con đường quan trọng. Cố tri tông giả, vi toàn kinh chi cương lĩnh, cương cử mục trương, lãnh đề y thuận, thị cố ư biện thể hậu, thử ứng minh tông. Việc đầu tiên là phải hiểu rõ. Phần trước phân rõ thể là căn cứ lý luận. Minh tông là thực hiện như thế nào? Cũng chính là bạn phải tu hành thật, là nương theo cái lý luận này để điều chỉnh hành vi của chúng ta. Hành vi tuy rất nhiều, nhưng không ngoài ba loại lớn.
Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp. Lời nói là hành vi của khẩu nghiệp. Cơ thể tạo tác là hành vi của thân. Cho nên dùng thân khẩu ý là đã bao gồm tất cả hành vi rồi. Hành vi có sai lầm thì cần phải điều chỉnh. Tiêu chuẩn của điều chỉnh chính là tông chỉ của toàn kinh. Có thể thấy tông chỉ vô cùng quan trọng. Cho nên trước tiên cần phải hiểu rõ tông. Thế là lý, tông là hành. Điểm này rất quan trọng. Nếu như không thể thực hiện được, không thể biến nó thành hành vi tư tưởng của chúng ta, như thế thì học vô ích rồi. Cái học đó có tác dụng gì chứ? Bộ kinh giáo này do Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết giảng 3.000 năm trước, hiện nay vẫn còn giá trị. Ba người ở Lai Phật tự nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Bạn thấy thành tựu một đời của họ, cái này có giá trị. 3.000 năm sau vẫn còn giá trị. Hơn 3.000 năm sau, thời mạt pháp về sau vẫn còn 9.000 năm. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm cũng đã qua rồi. Mạt pháp 10.000 năm thì 1.000 năm đầu tiên đã qua rồi, vẫn còn 9.000 năm, vẫn còn giá trị. Nó có giá trị với chúng ta. Bất cứ nơi nào trên toàn thế giới cũng thấy đều có giá trị. Kinh này cần phải giảng, phải giảng tường tận, phải giảng thấu triệt. Không chỉ người chúng ta cần, người nước ngoài cũng cần. Ai muốn lìa khỏi sáu cõi luân hồi, ai muốn vĩnh viễn lìa khổ được vui, như trên kinh đã nói, lìa cứu cánh khổ, đắc cứu cánh lạc. Chỉ cần bạn nghĩ đến sự việc này, bộ kinh này liền rất hữu dụng, có thể giúp bạn thực hiện ước mơ của mình. Là thật không phải là giả. Chúng ta xem tiếp phía sau. Thế giả nãy tông sở y chi thể, tông giả tức thị hiển thể chi tâm, nhị giả hổ tương biểu lý, tông thị hội thể chi yếu hành, cố ưng sùng thượng. Phương pháp tu hành trọng yếu. Trong Hương Tượng Tâm Kinh Sớ nói, ngôn chi sở quy viết tông, tông chi sở quy viết thú. Lại trong Viên Giác Lược Sớ của Đại sư Nhai Phong nói, thú giả ý thú, thú hướng chính là chỗ tâm ý nương về. Có thể biết thú đó là nương về vậy. Thì cố y kinh tông chỉ, minh kỳ sở vi, thức kỳ sở cầu, cứu kỳ sở chí,
Danh gì vi thú? Thú chính là thú hướng, nương về. Kết quả sau cùng là thú hướng của chúng ta. Chúng ta nương theo cái này để tu hành, sau cùng chúng ta đạt được cái gì? Thì đây gọi là thú. Cái đoạn phía sau nó được rất hay. Bổn kinh này lấy phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm làm tông, lấy viên sanh bốn độ đăng chứng bất thoái làm hướng. Đây là vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh sáu cõi mười pháp giới, của mười phương thế giới, đều đang ước mơ tha thiết. Cầu cái gì? Viên sinh bốn cõi. Viên là viên dung, là viên mãn. Bốn cõi là thường tịch quang, tịnh độ của thế giới cực lạc, thật báo trang nghiêm tịnh độ, phương tiện tịnh độ, đồng cư tịnh độ, là bốn cõi. Sanh đến bất cứ cõi nào, bốn cõi hết thảy đều đạt được. Đây gọi là viên. Ngày nay chúng ta ở thế giới Ta Bà này, thế giới Ta Bà là tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế nhưng tâm của chúng ta không thanh tịnh, đem tịnh độ biến thành uế độ rồi. Không phải do Thích Ca Mâu Ni biến đổi, là do chính mình biến đổi. Thích Ca Mâu Ni Phật thì thường trụ tịnh độ. Ngài trụ ở cõi nào? Trụ cõi thật báo, trụ ở cõi thường tịch quang. Pháp thân ở thường tịch quang, báo thân ở thật báo độ. Cho nên mười pháp giới, sáu cõi luân hồi là do chính mình biến hiện ra, không phải do Ngài biến. Ngài biến thì không từ bi rồi. Ngài biến ra là thật báo độ. Chúng ta tự mình biến nó thành sáu cõi luân hồi. Cái trách nhiệm này chính mình phải chịu. Tại vì sao có thể biến thành sáu cõi luân hồi? Ở trên Kinh Đại Thừa Phật nói rất nhiều. Chúng ta phải nên thể hội. Trước tiên phải có khái niệm rõ ràng. Thực tướng các pháp là gì? Thực tướng các pháp là ngày nay hết thảy các nhà khoa học, nhà triết học đang thảo luận. Khoa học vào 20-30 năm gần đây có những thành tựu tương đối khả quan, lại có thể vào trong Phật Pháp Đại Thừa nói ra tướng tam tế của A Lại Gia. Đây là thành tựu tuyệt vời. Chúng ta không thể không tán thán, không thể không khâm phục. Hay nói cách khác, trong Kinh giáo Đại Thừa có triết học cao đẳng
và khoa học cao đẳng của hiện đại. Cho nên có người hỏi tôi, rốt cuộc nội dung Phật nói ra là những gì? Đáp án của tôi là năm khóa mục. Phật nói ra là giáo dục phổ thế, giáo học phổ biến đối với chúng sanh thế giới. Có ba môn: luân lý, đạo đức, nhân quả. Lên cao nữa là triết học, khoa học, đều là đỉnh cao. Khoa học, triết học là thuộc về đỉnh cao. Vì thì bạn phải tin tưởng Ngài nói ra luân lý, đạo đức, nhân quả cũng là đỉnh cao. Chúng ta làm sao có thể không cần? Làm sao có thể không học? Những gì Phật nói ra, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hết thảy đều là cứu cánh viên mãn. Nó rất hay. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều không hai. Vô lượng pháp môn chính là một môn, một môn chính là vô lượng môn. Vấn đề là ở chỗ nào vậy? Phật pháp là từ trong tâm thanh tịnh của tự tánh lưu xuất ra. Phàm phu nếu không dùng tâm thanh tịnh, không dùng tâm chân thành, tâm cung kính, bạn nhất định không đạt được rồi. Cho dù Thích Ca Mâu Ni Phật đến, Khổng Tử tái lai, bạn cũng không cách gì nghe hiểu được. Bạn cũng không thể đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp. Thế nhưng ở trong A La Gia trồng xuống hạt giống Phật pháp, việc này bạn có thể đạt được. Hạt giống này đến lúc nào nảy mầm? Đâm chồi, khai hoa, kết quả. Vậy thì thời gian sẽ rất dài, rất dài. Chúng ta phải nên ghi nhớ, Đại sư Ấn Quang thường nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Hay nói cách khác, có 100 phần thành kính thì được 100 phần lợi ích, không có thành kính thì không có được lợi ích. Ý nghĩa của lời nói này rất là sâu, rất là rộng, sâu rộng không có bờ mé. Điều kiện học Phật cần phải có. Đúng lúc người hiện đại lại ưa thích phê bình, tự cho mình là đúng, đều không tin tưởng đối với cổ thánh tiên hiền.
Phật pháp suy, suy ở chỗ nào? Chúng ta phải nên biết. Chúng ta ngay đời này vô cùng may mắn đã gặp được Phật pháp. Nếu gặp phải không có tâm thành kính, gặp được thiện tri thức chân thật cao minh, người ta không dạy bạn. Vì sao không dạy? Bạn không thể tiếp nhận. Dù có nói với bạn cũng như không. Bạn nghe không hiểu, không thể thể hội, không thể tiêu hóa. Cho nên không cần phải nói. Chư Phật Bồ Tát thành thật mà nói, các ngài thị hiện ở nhân gian, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Quốc sư Hiền Thủ trong Hoàng Nguyên Quán nói với chúng ta, thị hiện bốn đức. Thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Nếu đúng thật là pháp khí, Lão Hòa Thượng xem chuẩn rồi. Nhất định giúp cho bạn được định khai ngộ. Bạn có phải là người như vậy không? Người như thế nào vậy? Chân thành đến tột đỉnh, lại thêm chịu nghe lời thật làm. Đây là thiện tri thức chân thật, căn tánh mà chư Phật Bồ Tát rất hoan hỷ. Gặp được người như vậy, chúng sanh căn tánh chín mùi. Vậy thì phải làm thế nào? Nhất định giúp cho họ ngay một đời thành Phật. Căn tánh của chúng ta đều là nửa vời, không thể nói không có. Có mà chỉ chút xíu thôi, chưa chín mùi. Chưa chín mùi phải tốn rất nhiều sức. Tôi thường hay khuyên các đồng tu lấy bản thân làm thí dụ. Ta có thành thật nghe lời thật làm hay không? Có, nhưng không thể sánh bằng người xưa. Nếu như ở vào 200 năm trước, ta sẽ bị thiện tri thức bỏ rơi rồi. Vì sao vậy? Không đủ điều kiện, nên không dạy bạn. Sanh vào thời đại này, gặp được thiện tri thức, họ còn chịu dạy ta. Đó chính là việc của tôi. Thành thật nghe lời, thật làm, không đủ tiêu chuẩn cũng dạy, cũng còn được một chút. Giống như kiểm tra, kiểm tra tôi chỉ có thể đạt được 30%. Nếu so với người xưa 200-300 năm trước, người của 200-300 năm trước đều đạt được 70-80%. Cho nên vào lúc đó, thiện tri thức nhiều, có đạo đức, có học vấn, khai ngộ nhiều. Hiện tại ít rồi. Nếu tôi so với người khác, so sánh với đồng học khác, đồng học khác chân thành, thanh tịnh, cung kính,
đại khái chỉ đạt được 3 đến 5%. 3 đến 5% mà so với tôi thì tôi rất cao rồi. Tôi có đến 30%, họ mới có 3 phần đến 5%. Chính nhờ việc này mà được lão sư chọn trúng. Hiện tại tôi sắp đạt được gần 70-80% rồi. Làm sao đạt được? Học tập 63 năm không hề gián đoạn, ngày ngày thật làm, không một ngày nào không đọc kinh, không một ngày nào không chia sẻ với các đồng học. Chia sẻ là tiếp nối nền giáo dục, nâng cao chính mình. Có rất nhiều chỗ ngộ đều từ trong giảng kinh mà có được. Giảng kinh đột nhiên thấu hiểu ý này, trước đây chưa nói qua. Về trước nói ra là không rõ ràng, không nói được mạch lạc. Hiện nay nói rõ ràng rồi, nói tường tận rồi. Cho nên phải thật làm, tức là phải thực hiện những điều đã học được. Chúng tôi mấy ngày nay giảng nói với đồng học về vô trụ sanh tâm. Mấy mươi năm trước đây chưa giảng được rõ ràng. Hiện nay thấu tỏ rồi. Vô trụ sanh tâm vốn dĩ là một, không phải hai. Vô trụ ở chỗ nào vậy? Ở trong sanh tâm. Sanh tâm ở chỗ nào vậy? Ở ngay trong vô trụ. Rất vi diệu. Thì ra sanh tâm chính là vô trụ, vô trụ chính là sanh tâm. Vậy mà tìm đến 63 năm. Hiểu rồi thì như thế nào? Hiểu rồi liền được thọ dụng. Bạn hiểu chưa rõ ràng thì chưa được thọ dụng. Cái thọ dụng này tự tại. Trong cái thọ dụng này có trí huệ. Nó không liên quan gì với biết chữ hay không, cũng không liên quan gì với có học giáo hay không. Đây là cảnh giới. Cảnh giới của người thế nào? Cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Có liên quan với điều gì vậy? Có liên quan với buông xả. Thì ra buông xả chính là vô trụ. Nếu gặp chúng sanh có khổ có nạn, nhất định khởi tâm đến giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này vô điều kiện. Đây gọi là sanh tâm. Sanh cái tâm gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Sanh ra cái tâm này. Tuy sanh ra cái tâm này mà không bị cảnh duyên ô nhiễm, không bị cảnh duyên ảnh hưởng. Đây gọi là vô trụ. Bạn bị ngoại cảnh ảnh hưởng là bạn có trụ rồi. Có trụ chính là có khởi tâm động niệm, có phân biệt chấp trước. Đây là phàm phu. Đây là phàm phu sáu cõi. Thấy sắc nghe tiếng, sáu căn duyên đến sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là vô trụ. Từ tâm vô trụ sanh ra đại từ bi, đại trí huệ, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp họ
phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây gọi là sanh tâm. Đây chính là tùy duyên diệu dụng, là đức thứ nhất trong bốn đức của Đại sư Hiền Thủ trong Hoàng Nguyên Quán. Oai nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, chịu khổ thay cho chúng sanh, thảy đều ở trong đó. Có thể biết thú đó là quay về. Y tông chỉ của kinh, nương theo tông chỉ của kinh, minh kỳ sở di. Minh là minh bạch, biết được nó là vì cái gì, nó là vì giúp đỡ chính mình, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Thức kỳ sở cầu, nhận biết cái sở cầu của pháp môn này là gì. Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Cứu kỳ sở chí, cuối cùng đi đến đâu vậy? Đến chỗ nào vậy? Đến thế giới cực lạc, thấy A-di-đà Phật ở trong hội của Di-đà, thành tựu Phật quả viên mãn, thấy đều rõ ràng, thấy đều tường tận rồi. Cho nên cái đoạn phía sau, bốn kinh lấy phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm làm tông, lấy viên sanh bốn cõi, thẳng chứng bất thoái làm thú. Việc này đã nói rõ ràng rồi. Viên là viên mãn, không như chúng ta ngày nay. Chúng ta ngày nay sanh ra ở cõi phàm thánh đồng cư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cõi phương tiện của Phật Thích Ca chúng ta chưa thấy, cõi thật báo của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chưa nhìn thấy, cõi tịch quan càng không cần phải nói. Thế giới Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn khác, nó là viên chứng. Không luận sanh đến cõi nào, bốn cõi hết thảy đều đến, bạn đều thấy được, bạn đều tiếp xúc được. Việc này không thể nghĩ bàn. Tiếp xúc cõi tịch quan, cõi thật báo chính là thượng cầu, thượng cầu Phật đạo. Tiếp xúc cõi phương tiện, cõi đồng cư, hạ hóa chúng sanh. Giảng sanh đến thế giới cực lạc liền có bản lĩnh thượng cầu hạ hóa. Chân thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, tông thú của Kinh Vô Lượng Thọ dịch đời Ngụy, bản dịch đời Ngụy của Khang Tăng Khải, là bản lưu thông nhiều nhất trong năm loại nguyên bản dịch. Đặc biệt là ở Nhật Bản, Tịnh Độ Tông của Nhật Bản là lấy Kinh Vô Lượng Thọ của Khang Tăng Khải làm kinh điển chủ tu. Ở chúng ta không có. Tịnh Độ Tông chúng ta kinh điển chủ tu là Kinh A-di-đà.
là lấy ba loại chú giải của Kinh A Di Đà làm chủ tu. Sớ sao của Đại sư Liên Trì cùng viên trung sao của Đại sư U Khê, yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, gọi là ba bộ lớn Di Đà. Bản dịch của Khang Tăng Khải, bên trong nói tông thú cổ hữu đa giải, kỳ liệt phi nhất, gia tường sớ vân, thử kinh tông chí, phàm hữu nhị liệt. Một là Di Đà tu nhân, cảm quả tịnh độ. Hai là khuyên vật tu nhân giảng sanh nước kia. Trong gia tường sớ cũng nói được rất hay: A-di-đà Phật tu nhân. Cái tu nhân này là chỉ 48 nguyện. Nhân viên quả mãn, cho nên cảm được quả cực lạc. Quả cực lạc chính là thế giới cực lạc. Đây là nói Di Đà. Hai là nói chúng sanh. Khuyên vật, không nói khuyên người. Nếu như nói khuyên người, trong 10 pháp giới chỉ có cõi người, không bao gồm các cõi khác. Khuyên vật thì bao gồm. Chúng ta gọi là động vật, thực vật, khoáng vật, toàn bộ là vật. Thấy đều bao gồm 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Khuyên mọi người tu nhân, nương cái gì để tu? Nương vào 48 nguyện. Giữ tâm đại từ bi giống như Di Đà, phát ra 48 nguyện giống như Di Đà, hạnh giống như Di Đà, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là hạnh. Phát tâm cầu sanh thế giới cực lạc, đây là thú hướng. Tông yếu của thầy Nguyên Hiểu Hải Đông, ông cũng là dùng bổn dịch của Khang Tăng Khải. Tông yếu là chú giải của ông. Ông nói kinh này chính là lấy nhân quả tịnh độ làm tông thể của nó. Nhiếp vật chính là nhiếp thọ tất cả chúng sanh, giảng sanh dĩ vi ý chí. Chỗ này nói rất hay. Hiện tại kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta tổng cộng có 9 loại phiên bản khác nhau. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói được rất hay: bản nào cũng tốt, bạn ưa thích bản nào thì dùng bản đó. Trước tiên đều đem đọc qua hết 9 bản, sau đó bạn tự mình chọn lấy, ưa thích bản nào thì dùng bản đó. Chín loại bản này trước đây chúng ta đã in chung lại với nhau vào trong một quyển, để thuận tiện cho mọi người học tập.
thuận tiện cho mọi người lựa chọn. Mỗi bản đều có giá trị, đều hay. Cách chọn của chúng ta là như thế nào? Tiêu chuẩn của chọn là ta thật sự có thể xem hiểu được, ta thật sự có thể sáng tỏ, và ta cũng có thể làm được. Vậy bản này là phù hợp với điều kiện của mình, thì bạn học bản này sẽ tốt. Bản thân chúng ta mới học, chưa có khả năng lựa chọn, thì có thể nương tựa vào thầy. Thế nhưng phải có lòng tin với thầy. Bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư là không phải do tôi chọn, bởi vì vào lúc đó tôi chưa có nhìn thấy bản này. Năm loại bản nguyên dịch tôi đã nhìn thấy rồi. Bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư tôi nhìn thấy rồi. Bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh tôi nhìn thấy rồi. Bản của Ngụy Mặc Thâm tôi chưa nhìn thấy. Những năm chúng tôi học Phật đó, kỹ thuật in ấn chưa có tiến bộ như hiện nay. Lúc đó là còn sắp chữ, nên số lượng in cũng có hạn. Cho nên có được bản kinh là điều không dễ dàng. Thông thường bản kinh mình muốn đọc đều phải đến chùa chiền. Trong chùa chiền có đại tạng kinh, trong đại tạng kinh có những bản này, phải tự mình đi chép. Không giống như hiện nay. Hiện nay quá thuận tiện rồi, ta muốn một bản thì nhà in có thể in riêng cho bạn một bản. Hơn nữa giá cũng rẻ. Người hiện nay có sự tiện lợi của khoa học, nhưng có người lười biếng rồi, tâm trạng học tập rất sa sút, hơn nữa nóng vội, thiếu kiên nhẫn. Đây là chướng ngại lớn nhất của việc tu học, giáo dục thánh hiền, Phật Pháp Đại Thừa. Nếu như tôi không có những thiết bị tiên tiến này, đại khái 20 năm trước chúng ta đã dùng mạng Internet rồi. 12 năm trước chúng ta bắt đầu dùng vệ tinh. Nếu như không phải cái này thì tôi cũng sẽ giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, là không giảng pháp, thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có cần giảng kinh dạy học không? Không cần. Vì sao không cần? Không thể tìm ra học trò. Tôi muốn tìm một người học trò giống như tôi vậy mà không thể tìm ra. Tâm chân thành cung kính chỉ cần đạt 30 điểm, nhưng hiện nay không thể tìm ra rồi. Thầy của tôi còn gặp được tôi, còn tôi ngày nay không thể gặp được học trò tốt nào. Như thế còn giảng cái gì nữa chứ? Thôi thì niệm Phật, thành thật cầu sanh tịnh độ. Cái này thì được,
là có thể làm được. Có phần nắm chắc giảng sanh. Từ đâu mà có phần nắm chắc vậy? Từ trong kinh giáo mà có. Trong kinh giáo nói lý, nói phương pháp, nói cảnh giới. Tôi sáng tỏ, tôi hiểu rõ, tôi biết tu hành như thế nào. Tự độ sẽ không có vấn đề gì. Khi có thiết bị khoa học này, tôi nghĩ là có. Có người hay không? Có. Tôi chưa có nhìn thấy. Họ học ở đâu vậy? Họ học ở trên Internet. Họ học ở trên TV, truyền hình, vệ tinh. Là thật có, không phải là giả. Chỉ cần có một người thì tôi giảng cũng không vô ích. Ở trong cửa Phật không bỏ người nào. Cho nên tôi giảng rất vui vẻ, giảng rất hạnh phúc. Là giống như có học trò thật vậy. Phải thành thật nghe lời, thật làm một cách trọn vẹn đầy đủ. Tương lai thành tựu của những người này nhất định là hơn tôi. Người xưa dạy học thường nói: hậu sinh khả úy. Bẩm phú của học trò cao, có đầy đủ điều kiện ưu tú, nên tương lai họ chắc chắn là hơn tôi. Tại vì sao tôi không thể nâng cao bản thân? Do hoàn cảnh khác nhau. Cả đời lưu lạc, cái này thông thường gọi là không có phước báo. Cả một đời chỉ mong có một nơi ở ổn định và an trú. Tôi vô cùng ngưỡng mộ đại đức xưa, trú ở trên núi, ở trong một ngôi chùa, ở mấy mươi năm, thậm chí là cả đời, cũng không có rời khỏi nơi này. Đây là đại phước báo. Tôi không có cái phước báo này. Cả một đời trải qua cuộc sống lưu lạc, đến tuổi xế chiều, cái năm 85 tuổi đó, ở Hồng Kông có vị cư sĩ, ông đem chỗ ở của mình, ông giảng sanh rồi, ông cúng dường cho tôi cái căn nhà nhỏ này của ông. Cũng đúng lúc tôi nhận được giấy chứng nhận thường trú của Hồng Kông. Tôi nghĩ những việc này cũng là do Phật Bồ Tát sắp xếp để tôi trú tại Hồng Kông. Ở nơi này niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nguyên hiểu người Hàn Quốc, vì vậy gọi là Hải Đông. Lúc đó du học tại Trung Quốc, ông là học trò của đại sư Thiện Đạo. Thiện Đạo là tổ sư đời thứ hai của tông Tịnh Độ chúng ta. Thuyết thử kinh chánh dĩ tịnh độ nhân quả vi kỳ tông thể.
Nhiếp vật, nhiếp thọ nhất thiết chúng sanh, giảng sanh cực lạc thế giới. Đây chính là quy thú. Dưới đây là Đàm Loan Sư Vân. Dĩ Phật danh hiệu vi kinh thể. Ngài nói quá hay rồi. Điểm tuyệt diệu của Tịnh Tông là ở một câu A-di-đà Phật này. Nếu thật tin, thật nguyện, thì không có người nào không giảng sanh. Câu danh hiệu này có thể tiêu trừ tội nghiệp, có thể hóa giải tai nạn, có thể giúp bạn giảng sanh thế giới cực lạc một cách bình an vững vàng. Pháp môn đơn giản, quan trọng nhưng rất khó tin. Tôi cũng đã học hơn 60 năm mới tin. Quyết một lòng niệm câu Phật hiệu này, từ sáng đến tối không được gián đoạn. Không niệm trong miệng nhưng phải niệm trong tâm. Không ngăn ngại công việc, bất luận làm việc gì, trong tâm phải có câu danh hiệu này. Nếu dùng suy nghĩ, thì cần phải buông xả danh hiệu. Làm xong công việc rồi thì đề khởi câu Phật hiệu lên. Sau khi niệm thuần thục rồi thì ngủ nằm mơ cũng là niệm Phật. Khi đến cái cảnh giới này thì bạn có phần nắm chắc giảng sanh. Công phu thuần thục rồi thì lúc ngủ cũng không bị quên. Dưới đây Đại sư Thiện Đạo nói, niệm Phật tam muội là tông, nhất tâm hồi nguyện giảng sanh tịnh độ là thể. Thể chính là chữ thú trong tông thú. Hợp tán của Pháp sư Quán Triệt, người Nhật Bản, ở trong đây nói, thử kinh niệm Phật vi tâm, giảng sanh vi thể. Thể chính là thú. Dưới đây là Hoàng Niệm Lão làm tổng kết cho chúng ta. Chỗ tôn quý của bộ kinh này là chuyên ở niệm Phật. Ý nghĩa quan trọng nhất của toàn kinh là khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Cố dĩ niệm Phật vi chi tâm. Niệm Phật là phương pháp tu hành chủ yếu nhất, quan trọng nhất, tôn sùng nhất ở trong pháp môn này. Tông chi sở thú duy tại giảng sanh là không có gì khác, chính là cầu sanh thế giới cực lạc. Cố dĩ giảng sanh di kinh thể. Chữ thể này là thú, chính là quy thú. Chỗ quy thú cuối cùng của chúng ta là thế giới Tây Phương cực lạc. Tịnh Tông xưng Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Kinh, Kinh A-di-đà là Tiểu Kinh,
Cái thử nhị kinh cẩn hữu từ lược chi biệt. Điểm này nhất định phải biết. Nó là cùng một bộ. Kinh Di Đà nói giản lược, Kinh Vô Lượng Thọ nói kỹ càng tỉ mỉ. Nương theo Kinh A Di Đà tu có được hay không? Được. Vì sao vậy? Sớ sao của Đại sư Liên Trì đã bổ sung toàn bộ chỗ sơ lược, nói vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, không thua gì Kinh Vô Lượng Thọ. Xưng Đại Kinh Vi Đại Bản, Tiểu Kinh Vi Tiểu Bản, Lương Dĩ Nhị Giả Thực Đồng Nhất Kinh. Cho nên tông thể dụng của nó là hoàn toàn tương đồng. A-di-đà Kinh Chi Tông Thú Diệt Hữu Đa Thuyết. Mỗi vị Pháp Sư thuyết pháp khác nhau. Niệm Lão tuyển chọn cho chúng ta những bộ tinh yếu, chính là ba bộ lớn. Trước khi tôi chưa tiếp xúc Kinh Vô Lượng Thọ là đã học qua ba bộ này rồi. Lúc đó còn trẻ. Đã học và cũng đều giảng qua. Là bản thân chưa có niệm Phật, vẫn là có cảm hứng ở những bộ kinh lớn, luận lớn như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Vậy là chứng tỏ thiện căn phước đức nhân duyên của tôi chỉ được 30 điểm, không bằng người xưa. Nếu như người xưa gặp được những kinh luận này, 60 năm chắc chắn khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Làm sao chúng ta có thể sánh bằng? Nguyên nhân này là gì? Dụng tâm không chuyên nhất, tuy không có lìa khỏi Phật Pháp, 63 năm không lìa khỏi Phật Pháp, nhưng không chuyên nhất. Nếu như 63 năm dùng ở trên một bộ kinh là thành công rồi. Học quá nhiều, quá xen tạp rồi, bị thiệt thòi lớn rồi. Tôi nói kinh nghiệm của tôi cho mọi người biết. Nếu như các bạn có thể chuyên tâm một hướng, một bộ kinh ít nhất là 10 năm, bạn sẽ hiểu được. Bạn chắc chắn sẽ hơn tôi. Chúng tôi hy vọng là Phật Pháp có người sau kế thừa, Phật Pháp mới có thể hưng dưỡng, chúng sanh mới có phước. Cái tuổi tác này của tôi không biết là sẽ đi lúc nào, cho nên quyết định nỗ lực niệm Phật, buông xả vạn duyên. Hiện nay rất nhiều nơi đều có người đang muốn lập viện Hán học. Đây là việc tốt. Nội dung ở trong viện Hán học là gì? Chính là Nho Thích Đạo.
Kinh sách mà nó căn cứ hiện nay là Tam Tạng, không phải là nhà Phật nói, mà là người hiện nay nói. Có Đại Tạng Kinh của Phật, có Nho Tạng, có Đạo Tạng, là kinh sách của ba nhà Nho Thích Đạo. Là việc tốt, cần bồi dưỡng truyền nhân của Nho Thích Đạo, cần bồi dưỡng chuyên gia học giả của Nho Thích Đạo. Thì văn hóa truyền thống Trung Quốc mới có thể phục hưng được. Văn hóa truyền thống Trung Quốc phục hưng thì không những nước Trung Quốc phục hưng, mà thế giới sẽ đi về hướng đại đồng, đi về hướng hòa bình. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, có được 5-30 vị thầy mỗi ngày dùng truyền hình vệ tinh, đường truyền internet dạy học, thì người trên toàn thế giới đều được lợi ích. Có được một cái viện Hán học như vậy, những vị chuyên gia học giả này ở trong đây thâm nhập Kinh Tạng, thâm nhập không phải là môn nào cũng thâm nhập, như vậy thì không thể nhập nổi chỉ một môn. Học rất nhiều môn đều là thừa, hời hợt, không chuyên nhất. Học một thứ, cả đời chuyên chú một thứ, trở thành chuyên gia của một loại học thuật. Một bộ sách bắt tay làm từ đâu? Bắt tay làm từ Quần Thư Trị Yếu, kinh điển gốc của Quần Thư Trị Yếu có 65 loại. Trong 65 loại đó chọn ra một loại, đây là của Nho gia, cũng có của Đạo gia. Chọn ở trong đây là có của Lão Trang, có của Đạo gia. Ở trong đây không có Phật, Phật có thể thêm vào. Người học Phật cũng học một bộ kinh, cả đời chuyên chú vào một bộ kinh. Nếu như viện Hán học thật sự khai trương rồi, và có người mời tôi đến đảm nhiệm việc giảng dạy, giảng dạy tương đối khó, vì sao vậy? Hiện nay Nho Thích Đạo đều không có nhân tài rồi, phải bồi dưỡng. Cho nên việc trước tiên viện Hán học phải tuyển, không phải là học trò, là phải tuyển nhà nghiên cứu. Tôi cung cấp hoàn cảnh học tập, mang lại cuộc sống ổn định và thoải mái, để họ sống ở trong cái học viện này 10 năm, chuyên nghiên cứu một bộ sách. Sau 10 năm thì họ chính là nhà Hán học có trình độ cao nhất trên toàn thế giới. Tôi nói tôi có thể đến làm một nhà nghiên cứu, không được hạn chế tuổi tác,
Nếu hạn chế thì tôi không có tư cách tham gia rồi. Tôi nghiên cứu môn học nào vậy? Chính là Kinh Vô Lượng Thọ mà hiện nay tôi cùng học tập với mọi người. Tôi là chuyên học cái môn này. Ngày ngày cũng đang chia sẻ với mọi người. Có một lớp học nhỏ, có khoảng 5-3 bạn học, là chuyên học Kinh Vô Lượng Thọ. Cái này là giống như có một cái nhóm nhỏ vậy, không vượt quá 5 người. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật mở đầu việc dạy học cũng có 5 tỳ kheo. 5 người thành một nhóm nhỏ chuyên chú vào Kinh Vô Lượng Thọ với tư cách của nhà nghiên cứu. Tốt. Tôi tin sẽ có thành tựu rất tốt và cũng sẽ tạo nên sự khởi đầu tốt đẹp. Phải thật sự buông xả được vạn duyên, thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự thấy. Ở trong Sớ Sao nói, y chánh thanh tịnh, tín nguyện giảng sanh, dĩ vi tông thú. Viên Trung Sao nói, dĩ tín nguyện tịnh nghiệp, vi nhất kinh tông yếu. Di Đà Yếu Giải viết, dĩ tín nguyện trì danh vi tông. Đây là điểm mà Ấn Quang Đại Sư vô cùng khen ngợi. Ngẫu Ích Đại Sư dùng chữ ít nhất, chỉ 4 chữ: tín, nguyện, trì, danh. Đem bộ kinh này, bởi vì Kinh Di Đà với bộ này là cùng một bộ. Tông chỉ của Kinh Di Đà chính là tông chỉ của Kinh Vô Lượng Thọ. Nó là một chứ không phải là hai. Thật tin, thật nguyện, trì danh. Trong bổn kinh nói, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Tín nguyện chính là phát tâm bồ đề. Trì danh chính là nhất hướng chuyên niệm. Trong Kinh Vô Lượng Thọ dùng 8 chữ, Ngẫu Ích Đại Sư chắc lọc lại thành 4 chữ. Thật sự là không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải nhớ kỹ, không được phép xa rời giây phút nào, là tranh thủ từng giây từng phút. Tôi thực sự tin, thực sự mong muốn về thế giới Cực Lạc, mong muốn được gần gũi với A-di-đà Phật, buông xả hết tất cả. Là không làm những chuyện dại dột nữa. Việc thế gian nếu có duyên, cái duyên này là gì? Duyên này là lợi ích chúng sanh. Cái duyên này không phải là nhân duyên nhỏ thì có thể làm. Nếu như không phải là vì chánh pháp trụ lâu, không phải là vì lợi ích chúng sanh, thì dù duyên thù thắng đi nữa ta cũng không cần.
phải hiểu sự việc này. Sau đây là phần tổng kết của niệm lão về đoạn này. Tông thượng, thượng diện sở thuyết đích đại tiểu nhị bổn, trung ngoại chư gia sở minh tông thú, gia dĩ tín nguyện trì danh, giảng sanh tịnh độ di bổn. Ư thị quảng tham chư gia chi thuyết, cứ bổn kinh chi văn, tiêu minh bổn kinh tông thú viết. Bổn kinh dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm vi tông, dĩ viên sanh tứ độ, kính đăng bất thối vi thú. Cuối cùng niệm lão đã kết luận cho chúng ta như vậy. Sau đây còn nói tỉ mỉ cho chúng ta biết. Minh tông, kinh văn, tam bối giảng sanh chi nhân, mạc bất dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm vi nhân. Từ tam bối này chúng ta hãy xem chú giải kinh trung tam bối giảng sanh phẩm trung. Sở dĩ thượng trung hạ tam bối giảng sanh chi nhân, mạc bất dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm vi nhân. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Nếu chúng ta muốn giảng sanh thì chúng ta phải khắc cốt ghi tâm, niệm niệm không quên tám chữ này, phải luôn nhắc nhở mình mọi lúc mọi nơi. Chúng ta mỗi ngày có 4 giờ đồng hồ cùng học tập chung với nhau. Việc nhắc nhở trong 4 giờ đồng hồ này, hy vọng là trong 20 giờ còn lại sẽ không bị quên mất. Phải thật làm mới có thể đạt được lợi ích chân thật, vĩnh viễn không được làm chuyện sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không được làm chuyện oan oan tương báo nữa. Đời này là đời cuối cùng của chúng ta ở trong thế gian này, sau này trở lại là đổi thành thân phận Bồ Tát rồi, không còn là phàm phu nữa. Vì là đúng rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Đoạn văn này ta đọc qua nó một lần. Đây là lần đầu tiên tôi giảng Đại Kinh Giải, là đoạn trích giải diễn nghĩa Đại Kinh của Kinh Vô Lượng Thọ. Nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm, nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm. Nên biết phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm là cốt tủy của bổn nguyện Di Đà. Toàn bộ Đại Kinh chi tông yếu, giảng sanh tất tu chi chánh nhân, phương tiện độ sanh chi từ hàng, bổn kinh sở sùng, toàn tại ư thử, tu hành yếu kính, duy tư tiệt yếu, cố vi bổn kinh chi tông giả. Chúng ta hãy xem tiếp nguyên văn của niệm lão. Hữu Di Đà đệ thập cửu nguyện viết, văn ngã danh hiệu phát Bồ Đề Tâm, tu chư công đức,
phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thối, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đây là nguyện thứ 19. Là phát tâm Bồ Đề. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm. Nguyên văn là A-di-đà Phật, từ bi đến cực điểm. Ngài là vì chúng sanh mê hoặc trong lục đạo, ở trong tất cả cõi nước chư Phật, trong thập pháp giới. Thật sự muốn giúp đỡ những người này lìa khổ cứu cánh. Khổ cứu cánh là luân hồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi mới gọi là lìa khổ cứu cánh. Giáng sanh về thế giới cực lạc là lạc cứu cánh. Việc giúp đỡ chúng sanh như vậy mới là giúp đỡ được triệt để, chứ không phải là đau đâu chữa đó, là giúp chúng ta giải quyết từ trên căn bản. Cái ân đức này lớn biết bao. Chỉ có biết ân thì họ mới có thể báo ân. Người hiện nay không biết ân, cho nên họ không biết báo ân là việc cần thiết. Tại vì sao không biết ân? Do không có người nói cho họ biết. Ơn thứ nhất là ơn cha mẹ, không có người nói cho họ biết. Con cái thường hay chống lại cha mẹ. Do không có người dạy bảo, học trò đối với lão sư, lão sư cho chúng ta pháp thân huệ mạng, ân đức ngang bằng với cha mẹ. Không biết báo ân, cho nên sẽ không có thầy cô tốt, không biết hiếu thảo với cha mẹ. Cho nên cũng sẽ không có cha mẹ tốt, cha mẹ sẽ không có làm hết trách nhiệm của mình. Trẻ con từ nhỏ đều không có học được gì. Cái chúng học là gì? Trẻ con hiện nay mỗi ngày không rời khỏi tivi, không rời khỏi internet. Tivi và internet dạy chúng điều gì? Dạy chúng sát đạo dâm vọng.
bản tính của nó là thiện, nhưng không có người dạy nó. Những thứ tiếp nhận được toàn là tiêu cực. Những gì nó nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc đến toàn là tiêu cực. Nó đều học được tất cả rồi, học được từ nhỏ, nền móng kiên cố. Nên khi lớn lên không dễ gì sửa đổi. Thế nhưng chúng ta tin là tính người vốn thiện. Các diễn đàn về giáo dục truyền thống được mở ra các nơi tại Trung Quốc thật sự đã cứu được không ít thanh thiếu niên. Các cháu tiếp nhận sự giáo dục từ các diễn đàn này mới biết được con người sống ở đời phải nên hiếu thảo cha mẹ. Cần phải tôn trọng thầy cô, phải tôn trọng người lớn. Đây là đạo lý cơ bản của việc làm người. Trung Quốc ngàn vạn năm trước, tổ tiên giáo dục con cháu qua nhiều thế hệ. Là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Chúng tôi tổng kết bốn mục này thành 12 chữ. Làm được 12 chữ này, thì đó chính là thánh hiền quân tử, là người Trung Quốc tiêu chuẩn, tiếp nhận nền giáo dục truyền thống tiêu chuẩn. Giáo dục truyền thống Trung Quốc là giáo dục thánh hiền. Trung Quốc mấy nghìn năm từ xưa đến nay, giáo dục bồi dưỡng nhân tài là thánh hiền quân tử. Cho nên xã hội của nó mới ổn định lâu dài. Khác với ngoại quốc, ngoại quốc không có nền giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Trường học của ngoại quốc duy trì xã hội, duy trì xã hội an toàn, họ có giáo dục tôn giáo. Cho nên ngoại quốc vô cùng xem trọng tôn giáo. Vì sao vậy? Không có tôn giáo, luân lý đạo đức nhân quả đã không có rồi thì xã hội sẽ loạn. Họ chỉ có nền giáo dục khoa học kỹ thuật. Hiện nay khoa học tiến bộ, con người đã đặt chân lên mặt trăng rồi. Nếu con người phát triển hướng vào vũ trụ, nhờ tuyên bố Thượng Đế đã chết rồi, tôn giáo không còn nữa, thì vấn đề xã hội sẽ xảy ra thôi. Làm thế nào đây? Cho nên phải cầu sự giúp đỡ từ Trung Quốc. Ở trong đây cũng có khó khăn. Nếu người Trung Quốc quay đầu, họ sẽ tin ngay. Họ sẽ có niềm tin với văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nếu như người Trung Quốc không biết quay đầu, người ngoại quốc thấy các bạn đều nói đồ của Trung Quốc tốt, tốt tại vì sao bản thân họ không cần? Họ còn đến chỗ chúng ta đây để học tập, phải ra nước ngoài học tập. Vậy thì xem ra đồ của ngoại quốc vẫn là tốt.
Cho nên nhất thiết Trung Quốc phải khôi phục luân lý đạo đức, khôi phục giáo dục truyền thống thì thế giới mới được cứu. Ngày nay bạn muốn hỏi thế giới này có còn hòa bình không? Không có người nào có niềm tin cả. Tôi đã gặp được rất nhiều người, đều là thất vọng chán ngán. Làm thế nào đây? Chúng ta cũng vô cùng may mắn là đã tìm ra được quyển Quần Thư Trị Yếu. Tôi vô cùng cảm ơn các đồng tu đã thay tôi tìm ra được quyển sách này. Tôi chỉ là nói có loại sách này ở trên Internet, chứ tôi chưa từng thấy nó. Vậy mà lại có đồng tu thực sự tìm ra rồi gửi cho tôi xem. Tìm được hai bộ tặng cho tôi. Tôi xem qua thấy hai bộ đều là do nhà xuất bản thương mại phát hành, là in vào đầu năm Dân Quốc, là 8-90 năm về trước. Giấy cũng đã giòn hết rồi, vẫn còn tốt. Sách này chưa có người đọc qua, là sách mới, không có dấu vết nếp gấp, chữ vô cùng hoàn chỉnh. Tôi giống như tìm được kho báu vậy. Đã mong ước bao nhiêu năm, cuối cùng gặp được rồi. Tôi vội vàng tặng cho nhà in thế giới, bởi vì đã 90 năm rồi là không có bản quyền. Tôi giao cho Tổng Giám đốc nhà in thế giới in một vạn bộ, chia tặng cho thư viện đại học trên toàn thế giới và thư viện quốc gia để cất giữ. Như vậy sách này mới không bị thất truyền. Nó đã bị thất truyền 1.000 năm tại Trung Quốc. Sau khi triều Đường mất nước, du học sinh người Nhật Bản đến du học tại Trung Quốc đã mang nó về Nhật Bản rồi. Vào thời đó chưa có in ấn. Kỹ thuật in ấn được phát minh vào triều Tống. Chưa có kỹ thuật in ấn, toàn là bản chép tay, cho nên số lượng không nhiều. Và cũng đã thịnh hành 1.000 năm tại Nhật Bản. Đế vương Nhật Bản và những vị đại thần này vô cùng xem trọng đối với bộ sách này. Nó cũng đã có tác dụng tạo nên thái bình thịnh vượng tại Nhật Bản. 400 năm trước, khoa học phương Tây bắt đầu rồi. Trước tiên truyền đến Nhật Bản. Nhật Bản tương đối xem nhẹ đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc, một mực chạy theo khoa học kỹ thuật. 200 năm trước, văn minh phương Tây truyền đến Trung Quốc là được truyền qua từ Nhật Bản. Cho nên Nhật Bản sớm hơn chúng ta 200 năm. Chúng ta tiếp nhận văn hóa phương Tây trễ hơn 200 năm so với Nhật Bản rồi.
Quyển sách này chúng tôi đã xem rồi, quá đúng như lời của Thang Ân Tỷ nói: muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh cùng với Phật Pháp Đại Thừa. Ở trong Quần Thư Trị Yếu, lấy học thuyết Khổng Mạnh làm chủ. Ngoài Khổng Mạnh ra, có Bách Gia Chư Tử. Có kinh, có sử. Thật sự là rộng lớn và sâu sắc, là tinh hoa của tứ khố tinh hoa. Thật sự có giá trị. Việc cấp thiết nhất là phải bồi dưỡng thầy cô. Bồi dưỡng thầy cô Quần Thư Trị Yếu là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên viện Hán học các nơi, tôi đã biết rồi, cũng đã khuyên họ đem khóa trình nghiên cứu, trước tiên cái này 10 năm là hoàn toàn dùng vào Quần Thư Trị Yếu. Sách nguyên của nó là 65 loại. Nếu như có 65 người, mỗi người chuyên chú vào một thứ, hoặc giả là 2-3 người chuyên chú vào một bộ, sau 10 năm trên thế giới này sẽ có bậc thầy về bộ Quần Thư Trị Yếu sống rồi. Người nào cũng là chuyên gia học giả. Những người này họ sử dụng internet, sử dụng truyền hình, mỗi ngày giảng bộ sách này, giảng rõ ràng, giảng thấu triệt, giảng sáng tỏ, khiến cho người trên toàn thế giới đều nghe thấy, thì thế giới đầy thái bình rồi. Vấn đề gì cũng có thể hóa giải. Cho nên có người nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Người ngoại quốc đều lo lắng, sợ Trung Quốc trỗi dậy sẽ trả thù. Trước đây họ ức hiếp người Trung Quốc, họ đang sợ hãi, muốn liên hiệp lại để đối phó Trung Quốc. Tôi nói với họ, sự hưng khởi của Trung Quốc không phải là quân sự, không phải vũ lực, cũng sẽ không trả thù. Thế kỷ 21 phải là thế kỷ Quần Thư Trị Yếu của Trung Quốc. Quý vị dịch Quần Thư Trị Yếu ra thành văn tự khác nhau của mỗi quốc gia trên toàn thế giới, lưu thông trên toàn cầu. Đây chính là thế kỷ văn hóa Trung Quốc. Sẽ mang lại an toàn, hòa hợp lâu dài cho thế giới. Đích thực là thái bình, đại đồng trên toàn cầu. Điều chúng tôi hiện nay nghĩ đến là làm thế nào bồi dưỡng nhanh chóng một số thầy giáo chuyên nghiệp về Quần Thư Trị Yếu là quan trọng hơn hết thảy. Cho nên cái danh xưng Viện Hán học này rất hay, bởi vì nó bao gồm cả Nho Thích Đạo. Trong Quần Thư Trị Yếu có Nho có Đạo, không có Phật. Phật cần phải thêm vào.
Phật giáo đến Trung Quốc, được Đế Dương Trung Quốc tôn sùng. Bạn xem Càn Long thời Tiền Thanh biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, đã biên soạn đạo vào rồi, nhưng không có Phật. Vì sao vậy? Đã đặc biệt tôn trọng đối với Phật, và đã biên soạn cho đạo Phật Bộ Đại Tạng Kinh, xưng là Long Tạng, là đặc biệt tôn sùng. Ông không có biên tập đạo tạng, đạo được dung nạp vào trong Tử Bộ Tứ Khố, là bốn bộ kinh sử tử tập, là ở trong Tử Bộ có kinh sách của đạo giáo. Cho nên chúng tôi nghĩ sau này, người sau, chỉnh lý văn hóa truyền thống Trung Quốc lại một lần nữa, tốt nhất cũng biên tập kinh Phật vào Tứ Khố. Tứ Khố là văn hóa hoàn chỉnh của Trung Quốc, như vậy là càng hoàn hảo hơn rồi. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, Thập Cửu Nguyện Văn Danh Phát Tâm Phát Bồ Đề Tâm. Phát Tâm Bồ Đề là gì? Tứ Hoằng Thệ Nguyện là Tâm Bồ Đề. Tứ Hoằng Thệ Nguyện chỉ có điều thứ nhất là nguyện, ba nguyện phía sau là thành tựu cho nguyện thứ nhất. Cái tâm này của Phật rộng lớn, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh là đã bao gồm thập pháp giới rồi, không những bao gồm chúng sanh hữu tình ở trong thập pháp giới, ở trong cái nguyện đó của Ngài không có nói thề nguyện độ chúng sanh hữu tình, mà chỉ nói chúng sanh là cũng đã bao gồm vô tình rồi. Vô tình là thực vật, cỏ cây hoa lá, đất đai sông núi, đây là thuộc về chúng sanh vô tình. Tình và vô tình đều ở trong đó. Cái tâm nguyện này phát rất rộng lớn. Nguyện đã phát rồi, làm sao thực hiện? Làm thế nào mới có thể làm được? Đây chính là phải giúp đỡ người khác. Muốn như vậy phải thành tựu chính mình trước. Chính mình không có đạo đức, không có trí huệ, không có đức năng, thì cái nguyện này là nguyện suông, không thể làm được rồi. Cho nên có nguyện thứ hai. Nguyện thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn phiền não là thành tựu đức hạnh của mình, cũng chính là đạo đức. Người không có đạo đức là không được. Trước tiên phải thành tựu việc tu dưỡng đạo đức của mình. Có tu dưỡng đạo đức rồi, cái này cũng là có thứ lớp, là không được điên đảo, thứ tự không được phép điên đảo. Chúng ta thực hiện đạo đức là vì ai? Là vì độ chúng sanh. Đạo đức là thân giáo, làm tấm gương cho người ta thấy.
thể hiện đời sống ngũ luân, thể hiện đời sống ngũ thường, thể hiện đời sống tứ duy, thể hiện đời sống bát đức. Ở trong Phật Pháp thì thể hiện đời sống tam quy, thể hiện đời sống ngũ giới, thể hiện đời sống thập thiện, thể hiện đời sống lục độ, thể hiện đời sống lục hòa kính. Những điều này cũng là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Có đạo đức rồi thì phiền não nhẹ, trí huệ liền tăng trưởng. Lúc này là có thể học pháp môn rồi. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tám vạn bốn ngàn pháp môn là đại thừa, tiểu thừa thì 3000 oai nghi. Cầu pháp như thế nào? Chúng ta ngày nay học Phật không có dựa theo cái thứ tự này. Chúng ta chưa có phát cái tâm lớn này, tâm lượng rất nhỏ, tự tư tự lợi. Chưa có đoạn phiền não, chưa có dụng công phu ở trên đạo đức. Thế là tự mình mê hoặc điên đảo. Khởi tâm động niệm là tự tư tự lợi, là tổn người lợi mình. Vậy là đã tạo ác nghiệp rồi. Quả báo của nghiệp ác là ở tam độ. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Như vậy là càng khổ hơn rồi. Còn người sống ở đời thời gian rất ngắn ngủi, 100 năm thực sự chỉ là cái khẩy móng tay. Sau khi chết rồi làm thế nào đây? Tuyệt đối không phải chết rồi là hết. Nếu như chết rồi hết thảy đều không còn thì không cần học gì cả. Học thánh hiền, học Phật Bồ Tát sẽ không có ý nghĩa gì. Sau khi thật sự hiểu rõ, chết rồi sẽ thật khủng khiếp, phiền phức lớn rồi. Ở trong luật nhân quả sẽ tính hết các món nợ với bạn. Cho nên con người không thể không giác ngộ. Nếu giác ngộ rồi thì không dám không quay đầu. Học pháp môn, mục đích của học pháp môn là nhằm cống hiến nhiều hơn, đóng góp viên mãn hơn đối với tất cả chúng sanh. Không có cái gì là vì chính mình. Lời trong Kinh Kim Cang nói: tưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Ý nghĩa của vô trụ là gì? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Dùng loại tâm này vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm là người đều yêu thương. Đây là văn hóa truyền thống Trung Quốc. Yêu thương người là đức hàng đầu. Học pháp môn vẫn phải hướng thượng nâng cao bản thân. Chính mình nhất định phải đạt đến địa vị Phật. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Vì sao vậy? Mới thực sự có năng lực phổ độ tất cả chúng sanh. Chưa có thành Phật thì việc giúp đỡ chúng sanh vẫn là có hạn. Thành Phật rồi thì việc giúp đỡ chúng sanh mới là vô hạn. Vì sao vậy? Bạn có trí huệ vô lượng,
đức năng vô lượng, tài nghệ vô lượng. Chúng sanh như thế nào, bạn cũng có biện pháp giúp đỡ họ được. Đây gọi là phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, thật làm, thân hành, ngôn giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Thân hành là Ngài làm mẫu cho chúng ta, là làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngôn giáo là 49 năm giảng kinh dạy học, không có một ngày gián đoạn. Công việc của Ngài là giáo dục, dân làm 6 ba la mật. 6 ba la mật là việc Bồ Tát Đại Thừa phải tu: tu bố thí, tu trì giới, tu nhẫn nhục, tu tinh tấn, tu thiền định, tu trí huệ. 6 môn tu học chủ yếu mà Phật dạy Bồ Tát, kiên cố không thoái chuyển. Phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Phật dạy chúng ta lấy công đức tu học của cả đời mình là không cầu điều gì cả, chỉ cầu giáng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gần gũi A-di-đà Phật. Đây gọi là hồi hướng. Ta không cầu danh vọng lợi dưỡng, ta không cầu hưởng thụ thất tình ngũ dục, cũng không muốn thăng quan phát tài, chỉ muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc. Như vậy, đây là người thiện chân thật. Vì sao vậy? Họ không tranh gì với người, không cầu gì ở đời. Những gì mà người thế gian đòi hỏi, ta đều không cần. Những gì ta cầu, người thế gian cũng không cần. Vì là không có xung đột với người thế gian, tự nhiên liền chung sống hòa hợp ngay. Họ muốn cạnh tranh, ta buông xả, không cạnh tranh với họ. Thì cái xã hội này liền hài hòa ngay. Thiên hạ liền hòa hợp ngay. Người niệm Phật, tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, toàn bộ tất cả kinh giáo Đại Thừa đến cuối cùng hết thảy đều chỉ về tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Cho nên nhất tâm niệm ta ngày đêm không gián đoạn, lúc sắp mạng chung Phật cùng Bồ Tát đến tiếp dẫn bạn, là nhất định đến tiếp dẫn bạn. Nếu họ không đến tiếp dẫn, thế giới Cực Lạc ở đâu, bạn không thể tìm ra. Nhất định sẽ đến tiếp dẫn bạn. Trước khi đến tiếp dẫn, chắc chắn bạn nhìn thấy Phật ở trong mộng hoặc ở trong định. Phật sẽ nói cho bạn biết lúc nào đến đón bạn. Họ biết được, cho nên người giảng sanh biết trước giờ đi. Rất nhiều người giảng sanh đã biết trước đó 3 tháng, là biết được vào ngày nào.
Trong 6-7 ngày, người biết được trước 6-7 ngày cũng rất nhiều. Năm xưa tôi ở Singapore, ông Trần Quang Biệt là lão lâm trưởng của cư sĩ Lâm Singapore, ông biết trước 3 tháng trước khi giảng sanh. Có một hôm ông đã viết ngày giờ vào trong tờ giấy. Viết đến mười mấy lần là giống nhau, là viết ngày giờ, để viết mười mấy lần. Không có ai biết là ý nghĩa gì, cũng không có người nào dám hỏi ông. Cuối cùng cái ngày ông giảng sanh đó chính là cái ngày giờ đó. Mới biết được, trước đó 3 tháng ông đã biết rồi. Làm sao ông biết được? Chắc chắn là thấy Phật. Phật nói cho ông biết. 3 người giảng sanh ở lai Phật tự này, nếu họ không thấy Phật, làm sao họ biết ngày nào? Loại người nhất tâm chuyên chú, không có hai niệm giống như họ vậy, là đã đắc tam muội từ lâu rồi, đã thành tựu từ lâu rồi. Đó là A-di-đà Phật muốn họ làm mẫu, muốn họ làm một tấm gương tốt của một người niệm Phật, để cho đồng tu niệm Phật thấy. Quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ giống tôi như thế này là được rồi, là có ý nghĩa này. Chúng ta phải biết nhìn, phải thấy được đầu mối ở trong đó. Chúng ta phải học tập nghiêm túc. Khi ra đi nhất định là phóng khoáng, tự tại giống như họ vậy, giảng sanh một cách rất tự nhiên, không có mảy may gì đau khổ, giảng sanh một cách rất vui vẻ. Từ biệt mọi người, tôi đi đây. Khi cất lên tiếng đi này, liền đi thật rồi. Không có bị bệnh gì. Trước khi cụ Thái giảng sanh, đã mời con cháu dùng cơm, tự mình gói bánh sủi cảo. Sau khi ăn xong, bà ngồi ở trên ghế, chân xếp bằng, lớn giọng nói lên một tiếng: ta đi đây. Liền đi thật rồi. Quý vị thử nghĩ xem, làm sao bà có thể không giảng sanh được chứ? Vì sao nói là đi rồi? Phật đến tiếp dẫn bà rồi. Người khác không thể nhìn thấy, bà thì nhìn thấy. Sanh về thế giới Cực Lạc, làm Bồ Tát A Duy Việt Trí. Câu này thật tuyệt vời. A Duy Việt Trí đã viên chứng tam bất thối, là Pháp Thân Bồ Tát. Lời ở trong Thiền Tông Trung Quốc nói: đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó mới gọi là A Duy Việt Trí. Giảng sanh thế giới Cực Lạc, sanh về bên đó chính là Bồ Tát A Duy Việt Trí. Cũng chính là nói, dù công phu của chúng ta chưa đạt đến trình độ đó, nhưng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, được cái nguyện này của A Di Đà Phật gia trì, bạn chính là Pháp Thân Bồ Tát. Cho nên thế giới Cực Lạc mới có tên là Tứ Độ Tam Bối, trên thực tế là thế giới bình đẳng. Hết thảy đều là Pháp Thân Bồ Tát. Cái thân có được là thân pháp tánh, là không giống như thân của chúng ta. Môi trường cư trú là cõi pháp tánh. Cái thân bên này của chúng ta với tướng phần của cõi A-lại gia là có sanh có diệt. Còn thân pháp tánh không có sanh diệt,
không sanh không diệt. Về được thế giới Cực Lạc liền chứng được không sanh không diệt. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến chỗ này. A Di Đà Phật.